đi, ông học cái đâu à, học gì đâu mà ông này ông cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết đó hả, gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền, chứ không có làm biết cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà lau nhà làm thay dọn hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn, nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xăm dọn, có nghĩa là okay, làm được hết thì phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi, chị có nghe không vậy? Trời đất ơi, ngồi kế bên hai người kế bên gì mà hồi nó có nghe không vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy nghe ngủ hay ghét trời ơi. Gác, thấy gác, có nào gác được cậu? Gác cao luôn, mà gác cao chứ, gác thấp không chịu, gác cao lên như nè, tính tốn đây nè. À, ngực, cái ngực của mình là thở, à, bác cái vậy đó, nó không phải gác cao vậy đó. Trời ơi trời, chịu nổi không? Mà thôi chịu vợ, nhưng mà có cái bạn ngủ mê rồi đẩy xuống, chứ thở không được. Trời ơi, tôi gặp lại Cố Nhân. À, xin chào chị nghệ sĩ nhân dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào kiếp nam trọng nghĩa. Đó, hết hồn. Dạ, công chúa chứ. Công chúa, vợ trọng nghĩa. Anh nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau cái gì mở cái lương rồng phượng anh hả, cái tựa bây giờ lâu vẫn nhắc hồi đó là em đạo diễn Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ là không có không nhớ ra đâu. Được 20 năm hả Nghĩa, mà hát Tinh Tàu rồi hát à, Công Đình rồi đó, ghê đúng ghê. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát, tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm, mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng vậy đó hả, rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý, đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa, tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Yeah. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại. 51. Đúng vậy. Trời ơi. Đẻ quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi, em, đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đây rồi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ đúng trẻ luôn. Đó, bình thường ơi, nó bốn mấy nè. Nè, bây giờ làm mụ không à, chứ không thể nào làm đào được. Thôi. Đó tôi làm đào, tôi đóng chung với ổng đó. À, Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang có phải là do đi xem một vở cải lương và dạ, không phải là fan? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn, nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm, anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Thì em gặp anh này đúng không? Dạ, dạ là lúc em đi vô á thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Ở lúc rồi. Đó anh tôi đảm bảo ông này không phải nghía. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Liền luôn. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, ảnh có nhắn tin, ảnh có cưa cẩm gì không? Ảnh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó, nếu em có rảnh lại chơi. Rồi em có lại coi không? Dạ có, mà em lại chơi. Đúng không? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên có như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi, chứ không có đi xem hát. Tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần. Ôi, một khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, không tại có vì ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Thì không có cho. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ tôi coi, bây giờ em có một cái người lớn tuổi thương em vậy đó, thì cha mẹ có đồng ý hay không? Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa nộp tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa con chi vậy thôi, đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không, nói bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lợi á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không?
Không, ảnh ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi của em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với trai đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện. Tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa mà có người thì người ta cũng không hay lắm. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó. Mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy. Nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm thôi, giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đây em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn à? Anh chú biết là em có đồng ý không mà cái em nói là phải đi trước chú, đi chậm quá lỡ tao hốt là sao? Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà lúc mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thật tình hết luôn hoàn cảnh của ông về, đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói như vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu? Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng gần nửa năm nửa năm đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 năm để cổ sợ cổ học cũng được nên anh chờ em đi chờ. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ ở nhà bán hàng chơi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm á thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy gần 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang gọi được có một cái là cô nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện chứ còn nhiều khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc không kiềm chế thì cổ cũng có nói vậy thì mình vẫn tôn trọng là nói trời ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ đúng không? Mặt tội dữ lắm đúng không? Dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Sao chị? Ủa em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Chị mất người quá. Mất người quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ông nghiệp quá. Chị nói thiệt đó. Em á nhiều khi chỉ bình thường thôi, vậy nhiều khi ngồi chị cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khác thôi, ví dụ vậy. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rớt tâm lý. Còn ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắt hấp thì him. Đó thì phải hỏi coi có không? Ông có thì mình mừng cho mình mừng cho bé, mình mừng cho anh Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè. Ghen hay ghen, rất là hay ghen luôn. Với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi, nấu ăn cho em, rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8, 9 giờ, 9, 10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em mà nói cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó em gọi cũng... FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện mà không bắt máy, biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tới một câu: ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại cái nói: ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Lòi. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua là vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi em ơi, riêng cái vụ này là anh nói là ghen là đúng. Dạ ghen là đúng đúng không? Đúng rồi, chị cũng ghen đồng ý với em.
Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? À, trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á, có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á là chiếc xe bốn chỗ á thì một người lái là sẽ có 3-4 học sinh ở sau ngồi sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về, còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy cái để tay lên đùi em. Rồi em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩ anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Tỉnh. Đi tỉnh. Dạ. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái em nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó. Dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là không biết sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, dụ giờ mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? À, thôi đi, không học nữa đâu. À, học gì đâu mà ông này ổng cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nó hả gì vậy? gì vỗ đùi gì? Không nói tôi. Tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức cách trả tiền lại hết này nọ. Không cần thiết. Không vậy là ghen vậy đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh Nghĩa anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp có để xin, mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi, không có hiểu lầm tại đâu. Không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp tại vì cái tánh tôi nóng lắm. Thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi. Tôi thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Trời, ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Dạ cái người nhậu. Nhậu không xỉn á. Ngoài show xiếc đi diễn ra là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo. Cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được đó. Nhưng mà ông xã em có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ông không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi thì mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Ừ. Cái em nói ủa anh, em chỉ không cho anh đi nhậu thôi, sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi à. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi, ông còn đi nhậu được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ nghe không phải là rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này nha, nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng lắm. Rồi rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không có tới 4-3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn gàng. Có làm biến không, công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giờ. À, vậy là bừa bộn rồi. Bộn đó. Dạ. Đó. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay vợ hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi sam dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game được không? Không có mê game mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Coi ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Ông làm như ông hay không biết. Bà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói thì sao. Tối ngày coi cái đó có ra tiền không? Chờ, mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. À. Dạ, em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho chồng ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á đó. Đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó, là cái đó hay cái đó tốt chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều khi á mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á. Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi tôi ngồi tôi lái xe cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe. Ừ biết rồi. Nói nữa cái chạy chút xíu nói chuyện gì đã cái hồi cứ quay lại cái nữa cái hai lần. Tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng anh chưa nghe em nói. Sao nghe được, nghe chứ. Thì anh nghe anh phải không, anh phải trả lời chứ. Phải ngồi đó nghe rồi vậy. Nói gì có nghe không vậy? Trời đất ơi. Ngồi kế bên hai người kế bên gì mà hồi nói có nghe không vậy? Trời ơi, sao cái gì vậy nghe. Rồi còn cái thằng xấu gì nữa không nè? Xấu ngủ hay ghét. Trời ơi.
gác, phái gác. Có nào gác lên cổ không? Gác cao luôn, mà gác cao chứ gác thấp không chịu. Gác cao lên như nè, tên Tú đây nè. Mà ngực, cái ngực của mình là thở. Mà bà cứ vậy thôi, nó không phải gác cao vậy đó. Trời ơi trời, chịu nổi không? Mà thôi chiều vợ, nhưng mà con cái bà ngủ mê rồi đẩy xuống. Chứ thở không được. Ông vợ ông mong vợ ông thay đổi gì? Mà càng nhàng thì bớt lại. Giờ rồi hai người có tính muốn có baby không? Dạ muốn. Chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha, hiểu nhau đó. Và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui à. Qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên, một trọng nghĩa con, hoặc là thanh trang con, hoặc thanh trang dạ. Con sẽ đến với gia đình hai vợ chồng này, con trai cũng sẽ đẹp, bạn gái cũng sẽ đẹp đó. Dạ hai vợ chồng em cảm ơn chị, cũng cảm ơn trọng nghĩa, cũng xin chúc gia chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn. Tên là Phan Thế Bảo, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm trong ngành khách sạn. Em tên là Nguyễn Thị Dạ Thảo, năm nay em cũng 30 tuổi, em làm nhân viên kinh doanh. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau ở một đâu đó, chắc chắn phải gặp ở khách sạn đúng không? Tụi em học chung với nhau năm cấp 3 là 3 năm, rồi quen nhau 7 năm. 10 năm rồi. Là 10 năm mới cưới. Chia sẻ về cái ngày đầu gặp nhau đi. Năm lớp 10 thì vợ em hiện giờ đang thui mà đang giúp lớp nữa. Em đấy đâu đen đâu. Dạ bây giờ hình như đổi máu hay sao. Là em cho cái biệt danh là Thảo Mộc. Em đón nhận cái biệt danh đó với một tâm trạng như thế nào? Dạ em rất là ghét anh này. Hồi đó thì anh này trong lớp đó thì là cao nhất lớp, mà ốm nhom ốm nhách nè, mà cứ hay đi theo chọc ghẹo. Vậy thì ảnh đã đặt cho em một cái nickname như vậy, chắc chắn em phải đáp lại ảnh một cái nickname chứ. Em đặt cho ảnh nickname là chú xe ôm. Ngày xưa em cũng ốm chứ không có bự con như bây giờ. Có bị bạn bè chọc ghẹo không? Tình hình năm lớp 10 cũng không thích nhau đâu, chỉ là đi theo chọc chơi vậy thôi. Thì nói chung những bạn trai mà trong lớp á, thấy em chọc vợ em là khoái lắm, hùa theo. À, con đen nó vô con đen. Đúng học trò dễ sợ thiệt. Mỗi lần nghe vậy chắc giận lên lắm đúng không? Bây giờ mình đang suy nghĩ hoài, không biết từ cái đó làm sao yêu nhau được. Lớp 12 chia tay lớp thì có hẹn nhau ăn một buổi tiệc, thì em mới nghĩ trong đầu là cái anh này cao ráo mà đẹp trai nữa, mình phải không tấn công thì coi chừng chia tay lớp là mất anh này sao. Dù sao là mình quen anh này để mốt lấy cái gen sanh con cho nó đẹp. Rồi, mục đích tối cao. Này, chưa hỏi ra. Giống như người ta thường hay nói là hy sinh đời bố củng cố đời con. Lúc đó là thực sự yêu chưa hay là chỉ suy nghĩ là để cải tạo nòi giống thôi? Dạ, chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ tại nghĩ thôi. Rồi sao? Vợ em tỏ tình lãng mạn lắm anh, mình quen nhau đại. Lãng mạn ghê. Dạ. Lúc đó em cũng đang buồn tình, cũng đang nói chung là cũng chưa có bạn gái mà cũng đang xỉn là nhiều, gật mình cũng đâu có chủ động được mình gật. Dạ. Anh xả vô điều kiện. Anh ơi quen đại đi anh ơi. Rồi qua ngày hôm sau sao? Qua ngày hôm sau thì giống như là hai đứa bạn bình thường, đâu có tỏ tình gì đâu. Chưa yêu đúng không? Dạ. Hỏi bây giờ cũng hỏi vậy, vậy thì bao lâu thì mới yêu nha? Cũng quen một thời gian thì bạn gái em muốn giới thiệu em với gia đình của bên gì. Chứ không phải là giới thiệu với ba mẹ trước. Bình thường thì em rất là thích uống bia, bữa đó khó ở trong người hay sao á. Em vô bàn ngồi được 2-3 lon vậy đó em bỏ bàn. Nhà gì em thì ở tận Hóc Môn mà các anh thì tự nhiên chở em bên đó rồi đùng đùng bỏ về không biết lý do gì hết. Nên là em rất là giận. Em nói là kỳ này về là phải chia tay luôn. Về nhà em viết một cái lá thư dài lắm. Cái lá thư nó dài, thiệt là dài, nhưng nó lãng nhách à. Cứ một cái nội dung được viết đi viết lại là bây giờ hai đứa mình còn nhỏ quá, thôi lo học đi. Mà lúc đó lớp 12 xong rồi còn học gì nữa. Rồi em thấy anh với em nên để một thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Rồi cũng đoạn đó cái hồi lại lặp lại thôi, mình cần phải đi học thêm, luyện thi đại học gì đó. Cứ mà ra tới một trang nữa. viết thư mà bị dấp đĩa đó phải không? Ủa nhưng mà nè, rồi có chia tay vậy rồi cuối cùng có đồng ý chia tay không? Đồng ý liền. Ủa vậy rồi làm sao gặp lại? Lúc đó là cũng gần đến Tết thì trong lòng cũng xôn xao. Nghe xôn xao. Dạ, trong lòng ta xôn xao đó. Dạ. Cái là thì em quyết định là lên kế hoạch chinh phục lại. Mình cũng nó cũng chảnh mà, không có qua năn nỉ đâu, cứ lượn xe qua lại, hy vọng người ta thấy được mình vậy đó. Làm bộ đi qua đi lại gì đó đi qua, đi em thấy anh cứ chạy qua chạy lại nhà em hoài, nhưng mà em không thèm kêu để coi ảnh làm cái gì. Chạy hoài thì nó chán quá cho nên thôi đâm thẳng vô nhà luôn. Bây giờ muốn hỏi tiếp nè, khi mà quý xe thẳng vào nhà rồi sao? Đâm cái xe vô nhà thì vợ hỏi đi đâu. Mình cũng đâu có năn nỉ, mình nói anh qua lì xì cho em. Lúc đó là em thấy tự nhiên mình đã chia tay rồi mà tự có người lại lì xì mình, có tiền là mình cười tiếp mắt mình nhận liền. Lúc đó là hết giận nhau và làm lành lại chưa? Nói như vậy thôi nhưng mà cũng chưa có chịu đi chơi. Em với bố vợ em hiện giờ là cũng rất là hợp với nhau. Khi mà giận như vậy thì em cứ vác thùng bia ra ngoài ngồi với bố vợ là mọi chuyện được giải quyết. Tức là mỗi lần mà vợ em giận em không làm lành với vợ
mà em mua chuộc bố vợ bằng một thùng bia. Rồi cuối cùng sau khi nhậu xong rồi ba em nói gì với em? Khi nhậu xong rồi lúc nào ba em cũng khuyên em là mày không làm lành với Bảo đi. Thấy nó đàng hoàng đẹp trai vậy mà không chịu nữa. Giận hờn gì hoài. Rồi bố em bắt bố là em phải làm lành trước. Hai bạn cùng tuổi mà cái đầu bạn này ghê thiệt. Bất kỳ bắt lên. Vậy thì bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Quen nhau 7 năm mới tới hôn nhân. Vậy thì sau khi cưới có điều gì bất ngờ ở chồng em không? Nếu như quen nhau 7 năm á, 7 lần sinh nhật á thì tặng chung có một món quà. Món gì? 7 cái đồng hồ treo tường. Tại sao tặng đồng hồ treo tường? Lúc đó là em thích đồng hồ lắm. Cho nên em nghĩ em thích thì vợ cũng phải thích thôi. Lúc đó 7 cái thì treo ở đâu? Nè, treo từ phòng khách rồi phòng ngủ nhà bếp. Thế thì bây giờ còn tặng đồng hồ nữa không? Dạ không, bây giờ có thay đổi rồi. Sau khi cưới thì tặng đồng hồ đeo tay. À cũng đồng hồ nhưng mà đeo tay. Chừng nào thì đeo chân đấy ông ơi. Dạ chưa có cái kiểu. Tụi em á có nhiều những cái ngộ nghĩnh dễ thương quá. Quen nhau 7 năm rồi mới cưới. Vậy tụi em có tuần trăng mật không? Dạ có. Tụi em đi tuần trăng mật ở Nha Trang với Đà Lạt. Đà Lạt là rất là lãng mạn. Dạ đúng. Coi như cũng lãng mạn được, ở ngoài Nha Trang cũng được 2-3 ngày. Rồi quyết định ra Đà Lạt thì bố vợ kêu là gia đình bên vợ là sắp lên Đà Lạt chơi chung rồi đó. Hả? Tức là đi hưởng chung. Dạ hưởng chung. Em nghĩ chắc là đùa thôi. Đùa hay là thiệt? Lên Đà Lạt một cái là bà ngoại vợ nè, dì của vợ nè, rồi mẹ vợ, bố vợ, anh chị vợ, không còn thiếu một ai. Trời ơi. Cả nhà ta cùng hưởng tuần trăng mật. Dạ. Mới lên cũng bực mình lắm. Bực chứ đúng không? Hai vợ chồng trăng mật tự nhiên nguyên một gia đình vợ lên cái cuốn cây lắm. Nhưng mà đến trưa là kéo bàn ra dọn cái là tự nhiên vui. Không, có đó cũng hay mà. Hưởng tuần trăng mật chung cũng vui. Như vậy là mối tình này bền chặt lắm nè. Tụi em khó có thể nào giận nhau lâu được lắm. Bởi vì ở đây đã có sự hậu thuẫn cực kỳ của bố em rồi. Thế còn em có điều gì phát hiện ở vợ em sau khi cưới không? Khi mà lúc quen nhau á thì vợ em lãng mạn lắm. Đi chơi là ôm mình chặt lắm. Rồi về nhà cũng nhắn tin là nếu mà không có anh ôm thì sao em ngủ. Đảng lãng mạn vô cùng. Cái đến lúc cưới xong thì mình nằm ngủ mình ôm vợ mình. Cái mình thấy vợ mình thức hoài. Ủa sao vậy? Tại em có cái tính là hay giật mình tỉnh ngủ lắm. Nên là em ngủ phải góc riêng chứ đừng ai ôm chung em ngủ không có được. Dạ từ đó về sau là không bao giờ ôm vợ. Dạ. Gì mà lời nói không đúng với việc làm. Đúng không? Dạ nghe. Có ôm có ôm. Từ lúc lấy nhau giờ là mà nay nó ngủ là không có ôm nhau à? Dạ anh thì ôm có ôm. Trời bất ngờ quá. Em bất ngờ không? Cũng có bất ngờ. Tại vì rõ ràng á là em ơi quen nhau tới 7 năm trời á mà không biết được cái yếu điểm gọi là cái tật đó ha. Mà vẫn tin vào một cái lời nói đó. Ôi không có anh ôm làm sao em ngủ được. Chà. Mừng đúng không cưng? Dạ, rất là. Trời ơi đó ôm liền ai dè. Dạ, đụng vô rồi. Là chết liền đụng vô là thức. Thế thì em mong muốn là vợ em thay đổi gì? Vợ em thì sau khi cưới hay thích đi dạo phố. Cứ đúng 7 giờ là phải đi ra đường. Wow. Ủa vậy hả? Dạ một tuần đi đủ 7 ngày. Sao vậy em? Em đi làm cả ngày rồi chồng cũng đi làm cả ngày. Nên là tối thì hai vợ chồng đi ngoài đường cho nó lãng mạn. Ngắm phố vườn có thay đổi gì không? Thì em mà mong muốn thay đổi vợ em là bớt đi dạo phố một chút. Để cho thời gian cho đi nhậu nữa chứ. Dạ đúng rồi. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Chồng em thì cũng hay đi nhậu lắm anh. Khi mà có con á thì rất là kỹ tính. Em mà muốn dắt con đi đâu chơi cũng không cho hết. Sợ là con ra đường bị lạnh rồi bị tay chân miệng bị đủ thứ hết á. Có một lần á thì là em bận công việc em mới nói là anh ở nhà trông con nha. Sau khi xong việc á thì 7 giờ tối em về. Mà về nhà thì chồng không thấy mà con cũng không thấy. Em mới gọi điện thoại là anh với con đang ngoài quán nhậu rồi em. Lời nói cũng đúng việc làm nữa. Có nghĩa là cái gì kỹ quá, cái gì cũng sợ con bị này bị nọ bị kia. Mà hốt con đến một cái nơi mà có tất cả mọi thứ mà em sợ đó. Nhưng mà nó nằm trong tầm kiểm soát của em, nó ngồi kế bên em mà. Nhưng mà tay chân miệng nè, cảm nè, rồi bia rượu nè, thuốc lá nè, đủ thứ chứ bộ. Lúc đó em cũng quên hết những lời của em nói với vợ. Đó thấy chưa, rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì nè. Chồng em là bớt nhậu lại đi. Và phải lãng mạn hơn, tới hồi sinh nhật vợ hay cái gì hay tặng hoa cho vợ, tặng quà khác đi, đừng có tặng đồng hồ nữa. Bây giờ vậy nè, mình tính vậy có được không? Một tuần 7 ngày thì mình đi ra đường 3 ngày thôi. Còn 2 ngày thì mình tặng hoa. Còn 2 ngày kia thì em cho chồng em đi với bạn bè. Có nghĩa là em cũng chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày phải đi vòng vòng ngoài đường. Còn 4 ngày kia thì 2 ngày em bù lại bằng hai bó hoa lãng mạn rồi. Còn 2 ngày em được đi chơi với bạn bè rồi. Đó là được cả đôi đường đó. Thấy được không? Được chưa? Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Xin rất vui vì được gặp lại hai em. Chị một biết không?
mới vừa gõ cửa thăm nhà hai vợ chồng này ở dưới Tiền Giang. Một cái câu chuyện tình yêu của họ rất là hay nghe chị nha. Và bữa không biết nữa ai đó, hình như là chắc Ngọc Lan hay sao, dỗ dụ mời tham gia trình vợ ông Son chị. Ồ vậy đó hả? Trời ơi. Rồi anh thì biết hai vợ chồng rồi, thế nhưng chị Hồng Vân và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son vẫn chưa biết gì về hai em. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Chứ còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, cá muối giờ chỉ gom lại còn con muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mà làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi, là phái liền là em á. Em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh, còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cái cô mà đẩy xe đúng không, mình tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó, thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á, thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là người ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý
Dạ đúng không? Không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. À, thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Đó, hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình, thì ô mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với là em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ, tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh, cho anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, anh ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cùi bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện đúng thoại không? Luôn. Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho các bà đó không? Dạ có. Có chứ sao giúp được em. Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian. Đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nó là hả chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em đó. Lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó nhanh, nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ông cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép
rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ, để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu làm là mẹ, lúc đầu mẹ không chịu thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là bệnh ung viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ, là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ, thuyết phục đó, tấn công vô, bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô đốc vô, rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là người ta gọi là hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh, lúc đó mà là xem mắt thôi. Thì qua xe mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ, lúc đó mẹ mới vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt, mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu vì sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi, là đám ra mắt đó rồi, là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi, là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Hỏi tức là em không, em biết cười lại mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, ông quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bắt công là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn là hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên, từ sáng đến chiều, không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là, chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như vô mình. Thì mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời cha ơi. Hung con vậy đó. Cái chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì ngủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không, chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã, ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao, vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em, người ta cứ chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng.
Trời ơi, chỗ đó sang xong rồi, chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời, không, trời ơi nữa. Trời, em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời Lý, anh tưởng cái cảnh đó, Lý, thấy phải trục chặt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời, ôi em nói em. Rồi rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Ai xong đi ra đường em ta vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi nè đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Ai xong ha, xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tạm bàn. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chứ. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Dựng lên dựng xuống. Trời ơi. Làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có, vậy em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý. Thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Ghê. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Di chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng cái ổng trong sáng không? Ổng á ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba má có giận không? Ba má có giận không? Ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà mày làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bơm đầu bơm cổ không? Quánh chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mừng ăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì. Không, ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không, tìm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà đó. Thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi paragame á. Dạ. Nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xà quần luôn đúng không?
Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn ổng lắm. Không có nhậu là ổng hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng sao quăng biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quăng biết rồi là... Đúng không? Thường là như vậy đó. Rồi, anh là... gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân chỉ hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia cũng không được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng không được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai, cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi ấy, nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Vậy bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có không, em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà không đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy, nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình. Thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học, là anh có hung bạn đó. Đó trời đất cơi, 14 tuổi rồi mấy là chỉ bắt có... trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, bởi vì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ, nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Ai nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì là người được rồi. Thì đó, thì bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó, em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn.
thì cái ở dưới đó thì cái niệm, nhưng mà cái niệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tắp ga, tắp ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, đúng rồi, tiết chinh. À thì à, đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy, rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài vì cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ, mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi hai đứa. Mấy đứa chưa? Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Ừ. Mà hỏi chị, ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cái giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái cảm rồi, giác là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này, cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó. Là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bạn đang nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói... thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không, tôi nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa rồi. Em rất là thích. Thôi hai. À, không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà em... trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thôi không, mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa, sức khỏe khó khăn rồi, lắm, đủ lắm sức khỏe nữa. Rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Hả? Hồi nãy giờ toàn là nghe kể chuyện, toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi, em Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ, cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Khoái ôm vậy đó. Khoái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái bà ngủ xong rồi có khi nào bà đè mình không? Tật đó dễ thương mà.
bắt ôm bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm chị. Kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu ôm kỳ ông lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái hán của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa, không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên, tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á, không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không, xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ băng. Sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á. Em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè thì hay shopping đã... bừa bộn nè, mùa đó. Shopping không nè. Bừa bộn nhà còn nè. Còn một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á. Khó là ăn á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn không thích ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy. Hồi ăn mình đánh đi. Không. Ủa anh đã. Anh biết mà không ăn cá mà anh mua. Vậy thôi anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó. Là không thích ăn cá. Là em xấu nhất là như vậy. Đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có hỏi điệu em không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị làm biến. Ngoại trừ cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng. Mà đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ. Làm điều. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa. Nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi. Tại ông khoái mà, ông khoái á chị. Ông khoái á. Ê hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi em bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt nữa nghe. Đúng, chính xác. Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi. Hồi đó mà con Hoa Sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm.
mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Ừ. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài đó, anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Ừ. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè, mới mốt lỡ em mà có mất trước á, là anh cái thứ nhất cái đầu tiên á, là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi đã dễ sợ không hỏi chứ. Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó anh làm gì vậy em lúc đó chắc anh mặc quần vô luôn mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không, anh đi dạy anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu ổng là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Ít nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là okay. Xong. Anh đi ngang hay nghịch đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó, đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhéo không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang mê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à? Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết hay không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt, hay không về lăn ra ngủ. Rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao? Có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong, anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là theo chị nha, theo chị mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái làm vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con có chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn ơi, đó cưng. Trời hiếu có hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ riêng vậy thôi, ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Sao không, cái giường nhỏ vậy mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành người một rồi đó. Đúng đâu. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Đúng rồi, nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không, em bớt đi, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Thế là ông sẽ nói thì... nhiều đúng không? Không, không có nghĩa là gì nè,
ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hai chồng khỏi bị móc. Dễ thương cái đó, đúng, à, đúng, đúng nó đó. Mới hoài nữa à. Không áp lực là làm được đúng, yeah. Đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là à thì ra là mình bị mất là lý do mình cầm ràm nhiều quá. Ừ. Ông bị áp lực. Không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em. Bị cục hứng đó. Nghe. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi. Đó, nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này. Tại cô gái này rất thích cái điều đó. Nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè. Nếu con mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Thấy không? Mắm, đó là dính liền anh. Lý điệu này nè. Đó. Không, con mắm dễ thương á. Ừ. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Chết luôn đó. Bữa nay chăn mắm đi. Đó. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ha, dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị.